Kinh tế phường Tràng An, Tràng An là một xã thuần nông, diện tích đến năm 2004 là 412 ha mô hình vác, quy mô trang trại ngày càng phát triển nên đã phát huy thế mạnh của địa phương đến nay đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt xã Tràng An có các công trình phúc lợi tập thể được xây dựng khang trang như trường tiểu học. Trung học cơ sở, trụ sở làm việc của xã được cao tầng hóa, nghĩa trang liệt sĩ xanh, sạch, đẹp, bề thề, các thôn đều có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng kiên cố.